안녕하세요. 진짜 quý vị và các bạn. Tôi tên là Yi Yongmi. Tên tiếng Việt là Mi. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, tôi rất là ngạc nhiên. Chưa bao giờ xem nhiều xe máy đến bây giờ hơi sợ, nhưng mà bây giờ không sao. Đến bây giờ tôi đã đi du lịch miền Nam và miền Trung và miền Bắc. Tôi thích Sapa vì Sapa rất đẹp. Nhiều người Việt Nam giới thiệu về Nha Trang và Huế và Đà Lạt. Nếu tôi có dịp nhiều, tôi muốn đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam. Tôi nghĩ là học tiếng Việt rất khó. Tiếng Việt khó sao dầu vì vậy khi nghe và khi nói tiếng Việt rất khó. Tôi thích món ăn Việt Nam. Ở Việt Nam có nhiều món ăn ngon. Trong đó tôi thích chè khoai môn. Xin cảm ơn và xin chào. Cảm ơn. Chào các bạn. Nãy giờ Yongmi đang vẽ trên một chất liệu đặc biệt lắm. Các bạn muốn biết cái gì không? Để mình kể cho nhé. Làm nến có nhiều công đoạn. Đầu tiên phải nấu cho sáp lỏng ra mới được. Hóa ra sáp nguyên chất màu trắng đục, sờ vào hơi mềm chứ không cứng như những cây nến mà Mi hay dùng. Ôi, bên trong lò nấu sáp nóng quá, Mi mới đứng một chút mà mồ hôi đầm đìa rồi. Các bạn biết tại sao không? Những người thợ tiết lộ nếu sáp trong nồi nguội mà chưa kịp đổ khuôn là nến xấu liền. Vậy nên ở đây bếp than đỏ lửa liên tục để giữ nhiệt cho nồi sáp. Sáp sôi lại bỏ thêm sáp mới vào. Chị Thanh ơi, sáp này màu trắng mà... coi nến màu đó. Cái sáp thì màu trắng. Nhưng mà chị pha màu vô cho nó đỏ. Đỏ thì nó có cái sự may mắn. Nếu như mà muốn màu đỏ thì mình cho màu đỏ vào. Pha vô. Màu mình khi mình cho vô rồi mình phải lắc đều cho nó hòa tan. Em rót xong rồi á, thì một lát nữa mình mở cái van này ra đó, cho nước nó chảy, nó lưu thông. Ở trong đó nó sẽ giải nhiệt, làm lạnh cái cây đèn, là nó đông lại. Và rồi mình sẽ quay khuôn lên và mình sẽ lấy ra được cây đèn. Thì cây đèn có nước thì nó sẽ bóng đẹp, nó không có bị sùn xì. Cái này để mỗi tiếng. 2 tiếng. 1 khuôn như vậy là để cắt được rồi nè con. Cạo lớp sáp này. Mình lúc khô mình phải cạo ở đây để mình lên cây đèn được. Chị muốn thử không chị? Dạ. Được không? Dạ được. Tay đây giữ. Đưa hẳn. Đúng không? Dạ được. Sáp mà để lúc đầu mình bỏ vô lò sáp dư để mình bỏ vô lò giảm nhiệt lại, giảm để cho khỏi sôi nữa. Đây là xong, mình phải đợi thêm
khoảng 10 phút nữa mình lên đèn. À, 10 phút nữa. Mặc dù có máy móc hỗ trợ nhiều, nhưng muốn nến đẹp, ngoài việc đổ sáp nhanh tay, lấy nến ra cũng là cả nghệ thuật. Lấy đúng thời điểm thì nến mới bóng đẹp, mà lúc này nến cũng dễ bị cong lắm. Một cây mới mắt rồi. Dạ, không sao đâu chị. Mình có thể làm cái mới đó chị. À, xin lỗi. Dạ. Mi tưởng dễ, vậy mà cuối cùng cũng làm gãy mất một cây nến. Ôi, ngại quá. Hơi nhỏ, coi nến này to quá. To quá hả? Thật ra nến to hay nhỏ thì cái quy trình sản xuất vẫn như nhau. Nến lớn thì bẻ họa tiết sẽ đẹp hơn đúng không? Đúng rồi, đẹp hơn. Em cũng muốn thử. Em thử ha, làm thử ha. Đây, chị sẽ dắt em đi làm thử. Tại sao sắt chốt bảo nước? Dạ, để cho nó cứng lại chị, nó không có mềm. Những cây nến của chị Thanh đặc biệt là nhờ công đoạn này nè các bạn. Công đoạn điêu khắc tạo hình cho nến. Có khó không? Dạ, không có. Những người thợ cười nói rôm rã, mà tay ai cũng thoăn thoắt tạo những mẫu hình đẹp. Hình con rồng, con phượng, hình trái tim. Họ bảo làm nhiều nên quen rồi, nhắm mắt cũng làm được. Còn My chưa quen, là một chi tiết nhỏ nhỏ thôi mà phải chăm chú lắm. Cắt sáp, nặn sáp, tạo hình sáp. Ôi khó lắm, nhưng thật thú vị. Các bạn, My đã làm xong giải đao rồi. Có rộng không? Có đẹp không? Sau khi có được một cây nến hình với nhiều họa tiết, công đoạn cuối cùng chỉ là tô màu để làm nó đẹp hơn mà thôi. My thích làm công đoạn này nhất, vẫn có thể sáng tạo mà dễ hơn nặn sáp, khắc sáp rất nhiều. My đã tự làm cây nến của mình như vậy. Các bạn đợi chút nữa xem sản phẩm của mình đẹp không nhé. Quả là một ngày trải nghiệm thú vị. Chị Kim Thanh bảo tôi, nến màu đỏ tượng trưng may mắn, cặp rồng phượng tượng trưng cho vợ chồng. Làm nến cưới là mang biểu tượng may mắn cho họ, không chỉ phải đẹp mà ánh sáng còn phải đều. Đó cũng là ý nguyện của những người thợ nơi đây. Các bạn thấy các sản phẩm bằng van rất lạ và rất đẹp phải không? Tất cả đều làm bằng tay. Công nhân muốn biết bây giờ phải làm gì trước đây? Chị ơi! Trải đau rồi.